cửa sổ mà nhìn nhìn ra phố rất đẹp. Bữa nay nhà cái bên nó xây lên lầu, nó quất luôn cái cửa sổ, giờ gỡ khung cửa sổ ra, giờ đóng cái kệ để đồ. Cái kệ nào mỏng mỏng á, để sách thì không đủ, tại vì cái tường nó có một tấc hơn à, kệ sách phải hai tấc trở lên mới được. Giờ đóng kệ để đồ, để điện thoại, để đủ thứ. Đóng cái kệ, đứt cái cửa sổ lại coi. Đóng xong cái kệ bít cái cửa sổ. Đấy. Tổng thể là con miếng dán dư xin chỗ anh Minh Thợ Mộc á, dư cái cò này không thèm cắt, đóng nó ra để cúp điện để cái đèn sạc lên luôn. Cái cửa sổ bị bít.
trăm gắn giấy bạc rồi nó cũng chiếu rồi mốt gắn thêm cây đèn cúp điện hay đó nữa để đài để điện thoại rồi di động rồi để bàn đèn sạc những vật dụng mà lười lười không có chỗ để càng nó những gián dư nè nó rõ ra để cái đèn sạc lúc cúp điện tạm được. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Chú ý lắng nghe luôn. Áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Làm xong một cái kệ, mình có hai cửa sổ thì mình phải đóng được hai cái kệ về mới được. Để đồ không còn là cửa sổ mà là một cái kệ để đồ.